Chương trình này được bảo trợ bởi Long Factory 714 444 9999, thách bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mập muffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4,50 đồng. Lan Hoàng chào lại với quý vị, tiếp tục với Cà Phê Sáng phần 4. Một người thanh niên 25 tuổi, cư dân của tiểu bang Georgia. Anh này tên là Black Bagat. Anh cho biết đến giờ phút này anh sống được là cũng là một may mắn vô cùng sau khi bị Covid-19. Anh ỷ y 25 tuổi, anh nói tôi khỏe, từ xưa tới giờ cũng tập thể dục rồi, không hề phải uống thuốc, không có bị gì hết. Cho nên anh nói rằng anh lười biếng, không chịu đi chích ngừa. Cho đến tháng 4 vừa rồi thì một ngày về tự nhiên thấy mệt. Xong buổi tối bắt đầu lên cơn sốt. Sau đó chịu không nổi, thở không được. Một ngày sau thì nhập viện. Và quý vị biết ở trong bệnh viện đó, cả tháng trời. Cái phổi của anh, bác sĩ nói bây giờ nếu mà không có được một buồng phổi để ghép vào cho anh thì không có cách gì anh sống được. Và cái chuyện may mắn vô cùng thưa quý vị, trong số những cái người mà đã từng bị chết trước đó đó, thì tự nhiên có người hiến buồng phổi. Không phải là vì Covid, nhưng mà họ chết vì cái tai nạn hay cái gì đó, thì tự nhiên họ hiến buồng phổi. Và vừa lúc là họ nhìn thấy cái buồng phổi của anh tiêu rồi. Thì anh kể lại ngày hôm nay để mà một lần nữa anh kêu gọi người ta đi chích ngừa đó. Thì anh nói rằng đừng để vào cái tình trạng như chúng tôi, ỷ y. Vấn đề lớn ở đây là chỉ ỷ y thôi. Trẻ tuổi nghĩ rằng không bị gì hết cho nên không chịu chích ngừa. Anh nói khi mà anh được nhìn thấy bác sĩ cho thấy cái buồng phổi mà được chụp á, thì anh mô tả như thế này: giống như Ngọc Lan nhai kẹo chewing gum vậy đó. Nhai xong vì nhè nó ra đó, thì thấy cái chewing gum nó bèo nhèo như thế nào phải không ạ? Thì anh nói cái buồng phổi của anh bèo nhèo như vậy luôn. Nó bèo nhèo, nó không có hoạt động được nữa. Cho nên anh, như cái hình quý vị thấy đó, không phải thở bằng một máy mà hai máy trợ thở. Có nhiều người bây giờ ở trong bệnh viện vẫn phải nằm hai cái máy đó đi vào. Thì anh nói rằng nếu quý vị không muốn như trong trường hợp của tôi, nhưng mà trong trường hợp này hôm nay tôi sống được là nhờ buồng phổi của người khác. Chứ còn nếu tôi không có buồng phổi được ghép cấy vào thì tôi cũng là ra người thiên cổ rồi. Cho nên quý vị ơi, chịu khó đi chích ngừa đi. Đó là câu nói cuối cùng khi mà anh trở lại để mà sống trong ngày hôm nay. Nhưng mà Ngọc Lan, anh nói rằng nói là ghép phổi như thế đó, cái sức khỏe của anh bây giờ chỉ bằng 1/4 so với trước khi anh bị Covid-19. Có nghĩa là bây giờ anh phải tiếp tục đi tập mà luyện mỗi ngày để từ từ lấy lại được cái sức khỏe. Mặc dù mới có 25 tuổi thôi, phải ăn uống rồi tập làm quen với các buồng phổi. Thì hy vọng bác sĩ nói rằng cái tiến trình nó ghép thành công. Nhưng mà rồi anh vẫn phải vào bệnh viện hàng tuần để bác sĩ giám sát cái tình trạng, để xem cái cơ thể có thích ứng với cái buồng phổi ở bên ngoài hay không. Chưa hết câu chuyện này, thực sự nó chưa hết đâu. Anh chỉ mới là thoát chết thôi. Nhưng mà cái cuộc sống, đời sống của anh từ bây giờ cho đến về già đã, không biết anh cái tuổi thọ anh như thế nào nữa. Hôm thứ Năm vừa rồi đó, thì ở tòa thượng thẩm ở Los Angeles đã nhận được một đơn kiện của một bà quá phụ của một người có người chồng chết vì Covid-19. Thì bà này nộp đơn kiện, bà cùng với lại hai người con gái cùng đứng đơn kiện, kiện công ty kẹo See's Candy. Lý do đó bà đứng đơn kiện là bởi vì nói rằng vào hồi tháng 3 của năm 2020, khi mà dịch bệnh nó đang bắt đầu, quý vị nhớ là tháng 3 là ở tiểu bang California bắt đầu thực hiện cái chuyện mà giãn cách, thì khi đó đó bà vẫn phải đi làm. Bà nói rằng là những người ở trong cái chỗ mà cái hãng kẹo đó cũng đều lo lắng. Họ đề nghị là nên cho nghỉ hoặc như thế nào, nhưng mà công ty kẹo oxy vẫn để cho nhân viên đi làm, và cái khoảng cách đó không có an toàn. Thành ra sau đó thì bà bị nhiễm bệnh. Người phụ nữ này nhiễm bệnh, thì khi bà nhiễm bệnh rồi bà về bà lây cho ông chồng, thì ông chồng cũng bệnh. Thì ông chồng bệnh, ông chồng phải vào bệnh viện. Bà thì là người lây cho người chồng, nhưng mà bà thoát khỏi, ông chồng sau đó qua đời. Thì bây giờ á, bà nộp đơn bà kiện là nói vì cái chuyện mà cái hãng kẹo này nó không có bảo đảm đầy đủ cái an toàn trong việc giãn cách. Lúc đó mọi người đứng gần nhau, ai cũng lo lắng hết, nhưng mà đã không có cho người ta nghỉ. Đến khi trong đó có người mà dương tính thì lúc đó mới nghỉ, thì lúc đó bà cũng bị đó, thì lúc đó hãng kẹo nó mới đóng cửa. Thì bây giờ là kiện, nhưng mà chưa có biết là cái số tiền bà đòi bồi thường là bao nhiêu. Nhưng mà đây là một trong những cái vụ kiện mà liên quan đến cái chuyện mà không bảo đảm an toàn cho nhân viên, cho nên dẫn đến cái chuyện bệnh. Bà bệnh rồi lây cho ông chồng chết. Sáng nay chúng tôi nghe những cái tin tức mà mình thấy nó vô lý vô cùng, thưa quý vị. Mình nghĩ rằng những người không chịu chích ngừa chỉ là những người họ có cái niềm tin về tôn giáo, rồi có niềm tin rất là sai lạc về vấn đề y khoa, cho nên họ không chịu chích ngừa là đồng ý rồi. Ngay cả thành phần làm y tá, làm nhân viên bệnh viện, họ cũng có những cái quan điểm rất là sai lạc. Cái sở học của họ chắc chắn là phải qua một thời gian được huấn luyện để mới làm được y tá vào trong bệnh viện. Vậy mà có những bệnh viện tại những cái nơi mà số người chích ngừa giảm đó, họ cho biết cái lệnh của ông Biden đưa ra để bắt buộc những cái người nhân viên trong bệnh viện phải chích ngừa, rồi lệnh của các bệnh viện bắt buộc nhân viên y tá và nhân viên làm việc trong bệnh viện, cho dù không phải là tiếp xúc với bệnh nhân, vẫn phải chích ngừa, thì gây ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện. Bởi vì ngay từ trước mùa dịch họ đã thiếu người nhân viên y tế để làm việc cho bệnh viện rồi. Bây giờ với cái việc mà ngăn cản họ, bắt họ phải chích ngừa, nếu không có những trường hợp bệnh viện họ phạt nhân viên nếu mà không chích ngừa đi làm $17.000. Rồi họ nói họ dồn đưa ra những cái lệnh trừng phạt khác, khiến cho những người này lẽ ra họ đi làm thì họ không chịu đi làm. Mà họ là nhân viên y tá, thưa quý vị, họ là y tá, mà không biết vì lý do nào họ vẫn nghĩ rằng tôi không tin vào thuốc ngừa này, và vì thế không đi làm. Một trường hợp khác trong những cái tai nạn mà nó rất là lãng ở tại Houston, Texas ngày hôm nay, hôm thứ Bảy vừa rồi, một nhóm người đạp xe họ chạy 75 dặm đua đường trường trên xa lộ ở Houston, Texas. Khi mà đi vào một cái quãng đường ngoại ô, thì đang trong lúc mọi người đang leo dốc mệt mỏi như vậy, thì thấy một chiếc xe truck, mà chiếc xe này chạy bằng dầu cặn, diesel truck đó, nó ra khói ghê gớm lắm. Thì một chiếc xe tự nhiên đang chạy ủi vào cái đám xe đạp này, khiến cho ít nhất 2 người phải được trực thăng. Bởi vì lúc đó, ở vùng ngoại ô xa rồi, trực thăng phải đến đưa vào trong bệnh viện cấp cứu. Và đến giờ phút này không biết tình trạng nguy kịch của họ như thế nào. 5 người còn lại thì được chữa trị tại chỗ. Chỉ có 2 người là nguy kịch thôi. Ít may mắn, chiếc xe này tự nhiên ủi vào nhóm người đang đạp xe này. Thì chuyện gì xảy ra? Khi mà cảnh sát tới nơi đó, thì người tài xế là một thiếu niên 16 tuổi. Anh sau khi ủi vào thì anh dừng lại để chờ cảnh sát tới bắt đi. Thì anh chỉ nói rằng tôi mới đầu tôi tính là chơi phá bỉnh, tức là bởi vì chiếc xe này ra khói nhiều lắm, thì em nghĩ rằng em chạy ngang cái nhóm người này, sau em rồ ga lên để cho khói nó xịt vô mặt của mấy người đạp xe đạp này. Không ngờ, không biết vì lý do nào, lúc mà đang giảm tốc độ thì lại ủi vào đám đông. Thế là hàng loạt người, nhờ quý vị nhìn thấy những cái chiếc xe này được người đi đường chụp lại đó, để cho thấy hàng loạt chiếc xe là nằm rải rác rồi bị hư hại hết. Và bản tin nói rằng họ đang chờ để điều tra về tình hình của đứa bé này. Nó có driver license hay không, nó ăn cắp xe hay như thế nào đó, để rồi đưa ra những cái hình phạt. 16 tuổi thưa quý vị. Chúng tôi còn những tin tức để gửi đến quý vị trong thời sự thế giới ngày hôm nay. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Và ngày hôm nay chúng tôi vừa nhận được tin là Thảo Yên không đến được, cho nên sẽ bắt cóc Ngọc Lan sang bên phía bên kia để làm chung với chúng tôi lần đầu tiên thời sự thế giới. Mời quý vị cùng theo dõi. Hai Ngọc Lan ha. Dạ, không rồi. Có tạm chia tay với Ngọc Lan ngày hôm nay rồi. Được. Như vậy thì tạm chia tay với khán giả Cà Phê Sáng và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai.